Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến các cái phương trình của cái bài 19. Phương trình tiếp theo là phương trình G, câu G ha. Phương trình sin 4x bằng 2/3. Sin 4x bằng 2/3 là cái 2/3 là có nghiệm rồi, đúng không? Nhưng mà 2/3 thì chúng ta nhấn shift, nhấn sin, nhấn 2/3 thì nó ra cái góc không có đẹp à, cái góc đó là nó lễ. Cho nên chúng ta đưa nó về phương pháp là dùng ạc, đúng không? Vậy là 4x sẽ bằng gì? Bằng ạc sin 2/3 rồi cộng k 2π. Hoặc là 4x bằng bi trừ ạc sin 2/3 cộng k 2π. Trong đó k thuộc z. Chúng ta chia 2/4, x sẽ bằng 1/4 ạc sin 2/3 rồi cộng k 2π/4, tức là k pi trên 2. Rồi ở dưới thì là x bằng π/4 trừ 1/4 ạc sin 2/3. Rồi cộng cho k 2π/4, tức là k π/2. Được chưa? Rồi tiếp theo các em. Đối với phương trình cos 7, câu K nha. Phương trình là cos 7 trừ 45 độ bằng căn 3/2. Thì căn 3/2, tôi nhấn shift, nhấn cos căn 3/2, cái nó là giá trị đặc biệt. Nó là chỉ đẹp. Nó chính là cos của bao nhiêu? 30 độ hoặc là π/6. Vậy là chúng ta ở đây để dạng đơn vị độ ha. Vậy là tương đương cos của 3x trừ 45 độ bằng cos của 30 độ. Đúng chưa? Vậy tương đương 3x cos u bằng cos v, u bằng cộng trừ v cộng k 2π. Đó là u bằng, ở đây chúng ta tách riêng ra, cộng v k 2π, tức là k 360 độ. U bằng trừ v, tức là trừ 30 độ cộng k 360 độ. Chúng ta chuyển vế, nó chia 2/3. 75. 75 chia 3. 75 chia 3 là 25. 25 độ cộng cho k 120 độ. Họ x bằng 15 chia cho 3 là 5 cộng k 120 độ với k thuộc z. Được chưa? Tiếp theo là câu L. Sin 3x bằng trừ căn 3/2. Thì trừ căn 3/2 mới bấm shift, bấm sin, bấm trừ căn 3/2 thì nó ra là sin của trừ 60 độ. Đúng không? Sin của trừ 60 độ hoặc là sin của trừ π/3. Ở đây thì dùng đơn vị là radian nha. Vậy là tương đương sin 3x bằng sin của trừ π/3. Như vậy ra là 3x bằng trừ π/3 cộng k 2π, hoặc là 3x bằng bi trừ cho trừ là cộng π/3 cộng k 2π. Rồi chia 2/3 đi, x bằng trừ π/9 cộng k 2π/3
x bằng này là 4 pi trên 3 chia 3 nên là 4 pi trên 9 cộng k 2 pi trên 3 với k thuộc z nha. Rồi chưa? Tiếp theo thầy đến với câu M. Sin của 2x trừ 15 độ bằng trừ căn 3 trên 2. Thì cũng vậy, trừ căn 3 trên 2 bấm shift bấm sin. Trừ căn 3 trên 2 thì nó sẽ là trừ pi trên 3 hoặc là trừ 60 độ. Nhưng mà ở đây đơn vị độ cho nên là mình để dưới đây đơn vị độ. Sin 2x trừ 15 độ bằng sin của trừ 60 độ. Được nha. Như vậy tương đương 2x trừ 15 độ bằng trừ 60 độ cộng k 360 độ. Hoặc là 2x trừ 15 độ bằng 108 trừ cho trừ là cộng 60 cộng cho k 360. Ta chuyển vế thì chúng ta chia cho 2. Vậy là 45 trừ 45 chia 2 là 22,5 cộng k 360 chia 2 là 180 độ. Ở đây là 240 cộng với lại 15 là 255. 127,5 đúng không? 127,5 độ. Đúng không em? 127,5 độ cộng k 180 độ với k thực chất. Rồi. Đó là câu M. Được chưa? Bây giờ câu N. Trừ 1/2. Bấm shift, bấm sin, bấm trừ 1/2 thì nó là trừ 30 độ. Ở đây để với dưới dạng đơn vị độ em. Để dưới dạng đơn vị độ. Vậy là sin của x chia 2 cộng 10 độ bằng sin trừ 30 độ. Rồi, chúng ta áp dụng công thức x chia 2 cộng 10 độ bằng trừ 30 độ cộng k 360 độ. X chia 2 cộng 10 độ bằng 108 trừ cho trừ 30 là cộng 30 tức là 210 cộng k 360 độ. Rồi, như vậy chúng ta chuyển 10 qua nhân cho 2 lên. Vậy x sẽ bằng trừ 40 nhân 2 là trừ 80 cộng cho k 360 nhân 2 là 720 độ. Ở dưới là 210, 200 nhân 2 là 400 độ cộng cho k 720 độ với k thuộc z. Được chưa? Rồi, câu cuối cùng. Sin 2x bằng căn 3 trên 2. Câu này cũng khá đơn giản ha. Căn 3 trên 2 nó là sin của pi trên 3. Thì làm luôn nha. Vậy sin 2x bằng sin pi trên 3. Như vậy là 2x sẽ bằng pi trên 3 cộng k 2pi. Hoặc là 2x sẽ bằng pi trừ pi trên 3 tức là 2pi trên 3 cộng k 2pi. Chia với cho 2 x bằng pi trên 6 cộng cho k pi. Hoặc x bằng pi trên 3 cộng cho k pi với k thuộc z. Được chưa các? Như vậy là thầy đã giải xong cho các em bài 19 ha.